Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem video. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mình lại giới thiệu tới các bạn một món bánh được làm từ bột năng và đậu xanh với tạo hình vô cùng lạ mắt. Khi làm xong thì cái phần bánh của mình rất là trong, mềm, dai và đậu xanh thì lại bùi bùi, kết hợp với lại nước cốt dừa rất là ngon. Và cách làm thì vô cùng đơn giản. Để làm món bánh này thì mời mọi người hãy cùng vào bếp làm với Phúc nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mình chuẩn bị cho món bánh này. Đầu tiên thì mình sử dụng ở đây là 300g bột năng, 550ml nước lọc. Về phần nhân đậu xanh mình chuẩn bị là 100g, 50ml nước cốt lá dứa, 1 ít muối. Về phần đường cát thì mình sử dụng ở đây là 120g, 300ml nước cốt dừa. Thì tất cả những nguyên liệu này mình sẽ để chi tiết trong phần mô tả, các bạn có thể bấm vào xem. Và để bắt đầu làm thì mình sẽ đi pha bột trước. Các bạn cho vào trong tô bột là 2 muỗng canh đường cát. Đường thì mình sẽ cho ít thôi chứ không cho nhiều. Số còn lại một lát nữa thì mình sẽ làm nhân và nước cốt. Rồi các bạn cũng dằn vào chút xíu muối trắng. Sau đó thì mình sẽ cho hết 550ml nước lọc vào. Và các bạn hòa tan cái chỗ bột năng này ra. Tô bột năng thì mình cũng đã hòa tan xong. Thì bây giờ mình để qua một bên cho bột nghỉ tầm khoảng là 20 phút. Và trong thời gian chờ đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi nấu cái phần đậu xanh. Đậu xanh này thì mình cũng đã ngâm trước 1 tiếng đồng hồ này các bạn. Cái hạt đậu xanh nó nở rất là to. Như vậy thì khi mình nấu nó sẽ mau hơn. Rồi bây giờ mình cho nước vô, các bạn cho xăm xắp cái mặt đậu là được. Và sau đó thì đặt lên trên bếp và nấu tới khi nào mà cái chỗ đậu xanh của mình chín mềm. Chảo nhân đậu xanh mình nấu một lúc thì cũng đã chín mềm rồi này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường vô. Mình cho vào đây 50g đường. 50g đường còn lại một lát nữa mình thắng nước cốt dừa. Và các bạn dằn vào trong cái chảo nhân này một ít muối trắng. Sau đó thì mình trộn đều. Các bạn dùng cái sạn nè, mình tán cho cái phần đậu xanh này nó nhuyễn ra. Rồi bây giờ mình sẽ sên tới khi nào mà cái chỗ đậu xanh của mình dẻo lại. Chảo nhân đậu xanh mình sên một lúc thì cũng đã dẻo lại rồi. Thì bây giờ mình sẽ chia cái phần nhân này ra làm hai. Các bạn lưu ý khi sên đậu xanh mình sẽ không sên cho khô quá nha. Khô quá thì khi nguội lại cái phần nhân của mình sẽ bị khô. Rồi mình sẽ lấy ra bao nhiêu đây. Khi đã lấy cái phần nhân ra xong cái phần nhân còn lại trong chảo thì các bạn múc một ít nước cốt lá dứa mình cho vào. Nước cốt lá dứa này thì mình xay đậm một chút xíu. Như vậy thì khi sên lên cái màu xanh sẽ đẹp hơn. Cho vào xong thì các bạn trộn đều. Sau đó thì tiếp tục sên cho cái chỗ đậu xanh của mình nó dẻo lại. Nhưng đậu xanh màu lá dứa thì mình cũng đã xào cho nó khô ráo lại rồi. Thì bây giờ mình tắt bếp. Lấy hết cái chỗ đậu xanh này ra. Nhân đậu xanh mình lấy ra để được một lúc thì cũng đã nguội rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chia cái phần đậu xanh này ra nha. Mỗi viên nhân thì mình chỉ làm tầm khoảng bao nhiêu đây là được rồi. Làm xong thì cho qua bên đĩa. Nguội lại cái phần đậu xanh của mình rất là dẻo. Các bạn xe dài dài ra một chút chứ đừng để tròn quá. Nhân đậu xanh thì mình cũng đã chia ra thành những cái phần nhỏ như vậy rồi. Thì mình sẽ để qua một bên. Nhân đậu xanh thì cũng đã làm xong và cái tô bột của mình cũng đã để nghỉ đủ thời gian rồi. Và các bạn cho hết cái chỗ bột này vào trong chảo. Rồi các bạn mở bếp lên, mình khuấy tới khi nào mà bột của mình sánh đặc lại. Khi bột khuấy được một lúc thì cũng đã vón cục lại như thế này nè các bạn. Như vậy thì mình sẽ tắt bếp. Và khi đã tắt bếp rồi thì các bạn vẫn dùng cái sạn nè, mình đảo cho cái phần bột này nó đều lại với nhau. Khuấy chín quá thì bột dai lắm, mình không có làm được. Chảo bột mình đánh một lúc thì cũng đã đều lại với nhau rồi nè các bạn. Khi đều lại thì cái phần bột của mình rất là mịn luôn nha. Rồi bây giờ các bạn để cho bột nó hơi nguội chút xíu rồi bắt đầu mình sẽ làm. Và để chuẩn bị làm bánh thì mình có sử dụng thêm ở đây là một cái chén dầu ăn nè các bạn. và thêm một cái miếng lá chuối nữa. Và mình cũng đã thoa một ít dầu ăn lên trên miếng lá chuối rồi, để một lát nữa khi cho bột lên thì sẽ không có bị dính. Và làm món bánh này thì mình sẽ sử dụng bao tay nha, tại vì bột mình khuấy nó vẫn còn hơi sống nên khá là dính. Rồi bây giờ mình sẽ múc một miếng bột vừa phải. Bột của mình trắng như vậy, nhưng mà một lát nữa các bạn làm xong thì cái phần bột này sẽ trong lại. Lấy một cái lượng bột vừa đủ, sau đó thì mình nhét cái phần nhân đậu xanh vô. Các bạn có thể gói kín lại như thế này. Làm dễ lắm các bạn, không có gì khó hết. Mình có thể tạo hình như vậy nè. Rồi mình để xuống cái miếng lá chuối. Bột nhiều hay ít là tùy theo cái sở thích của các bạn nha. Rồi mình làm cái thứ hai. Mình mang bao tay á, và thoa dầu ăn nên là bột nó sẽ không có dính vào trong tay của mình. Như vậy là mình đã xong được cái thứ hai rồi. Để cho xuống cái miếng lá chuối. Và các bạn cứ làm tương tự như vậy cho tới khi nào mà hết cái chảo bột này nha. Bánh thì mình cũng đã nắng xong và cho vào trong xửng luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Mình hấp trong vòng là 5 phút nha các bạn, tới khi nào mà bánh của mình trong hẳn là được. Nồi bánh mình hấp thì cũng đã đủ thời gian rồi các bạn, và bánh cũng đã trong như thế này là bánh chín rồi nha. Thì mình tắt bếp và chuẩn bị lấy cái mẻ bánh này ra và hấp tới mẻ bánh còn lại. Hai phần bánh thì mình cũng đã hấp xong rồi các bạn, thì mình sẽ để qua một bên. Tiếp theo thì đi làm tới cái chỗ nước cốt dừa để ăn kèm. Và để làm nước cốt dừa thì mình sẽ cho hết cái chỗ nước cốt dừa mình chuẩn bị vào trong nồi. Sau đó thì mình cho vào đây là 50g đường cát mình đã chừa lại. Rồi các bạn dằn vào một ít muối trắng. Nửa váo bột năng rồi mình hòa tan ra. Khi đã hòa tan xong thì mình mở bếp lên và khuấy tới khi nào mà cái nồi nước cốt dừa của mình sánh lại. Nồi cốt dừa mình khuấy một lúc thì cũng đã sánh lại nè các bạn. Như thế này là cái phần nước cốt dừa của mình cũng đã đạt rồi. Bây giờ mình tắt bếp. Nước cốt dừa thì mình cũng đã làm xong rồi. Và để ăn thì mình sẽ rắc lên một ít mè rang. Rồi thì bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh này với mình nha. Và đây là cái phần bánh của mình này các bạn. Khi hấp xong bánh rất là trong và cái phần bột năng của mình lại ráo nữa. Khi ăn thì mình sẽ chấm cùng với lại một ít nước cốt dừa. Phần bánh khi ăn vào thì cái phần da bánh này rất là mềm và dai, đậu xanh thì lại bùi bùi, về độ ngọt thì vừa phải chứ không ngọt quá. Và món bánh này mình sẽ kết hợp cùng với lại nước cốt dừa, khi ăn thì béo rất là ngon nha các bạn. Và bánh sẽ nhìn hơi lạ mắt một chút xíu, cách làm thì vô cùng đơn giản. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong tới các bạn rồi. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bạn thành công với món bánh này.